Từ đó tới giờ chưa bao giờ mẹ có một cái cảm giác lo lắng và hồi hộp như vậy. Mong là đứa con tinh thần này của em sẽ mang tới cho quý vị những phút giây thư giãn cũng như là thật là thú vị ạ. Dạ, cảm ơn Võ Đăng Khoa. Dạ thưa anh Đại Nghĩa, không biết là anh có ấn tượng đặc biệt gì về những vai ở trong phim ạ? Với những cái vai trong phim Ghe mẹo ai phần 1 á, rồi mến cái nhìn tay của cái bản điện ảnh này, thì thật ra vai nào cũng dễ thương cả. Không phải là mình là một vai diễn, một thành viên trong phim mà mình nói như thế, nhưng mà thật ra nếu như quý vị khán giả xem thì quý vị khán giả sẽ thấy đó là những cái con người rất là mộc mạc, rất là hồn hậu, đúng theo cái kiểu miền Tây, có thể dữ dằn đó, có thể hung hăng ở cái miệng đó, nhưng mà cái tâm hồn của họ nó ngọt ngào, nó dễ thương lắm, nó đúng như cái kiểu dân miền Tây sông nước chân cất thật thà vậy đó, có phải không chị Ngân Quỳnh? Dạ, cũng ở trong phim chị đóng vai gì vậy? Chị đóng trai mát thương mến. Dạ, bởi vì thực ra Nghĩa với chị Quỳnh là tuy không có gặp nhau đó, cho nên là hai chị em biết là có trong phim đó nhưng mà lại không có trong một cái phân đoạn nào chung cả. Đúng rồi, tại vì trong phim mới là mỗi người đều có một số phận, một thân phận, cho nên là mỗi câu chuyện nó khác nhau đó, gia đình cũng đều khác nhau cho nên không gặp mặt nhau. Nhưng mà quay bộ phim thì phải là cực và nó vui kinh khủng luôn, rất là vui luôn. Dạ là vui phân đoạn nào đặc biệt mà chị Ngân Quỳnh nhớ hoài ạ? Ôi, đứng ngoài nắng gần mấy tiếng đồng hồ nghe em trưa, giờ ngọ luôn, nắng bể cái đầu luôn vậy đó. Là đứng ngoài nắng vui quá cái mình cười. Đúng rồi, ủa không có, chị không có cười. Nhưng mà cái này là tâm lý ngược hay là thiệt là vui không ạ? Sau đó mới cười, nhưng còn đứng tại chỗ nắng là mới cười, cười tao tưởng mình điên đó. Dạ, còn chị Lê Giang thì sao, là cái phân đoạn nào chị nhớ nhất? Đến bây giờ thì em hỏi chị cái phân đoạn nào mà chị nhớ nhất là chị là cô giáo nè. Chị cô giáo, chị có la học trò đó. Ừ vậy thôi, chị nhớ vậy thôi à. Anh Nghĩa, anh định là phân tích cái đoạn nào đúng không? Không phải, tại vì hồi nãy chị Giang trước khi mà lên đây á, khi mà ngồi đưa cái micro là chị không có dám cầm, chị sợ, chị nói chị không có biết nói gì hết trơn, nó đưa cho qua Susu, cái Susu đưa lại cho chị, hai chị em không ai biết nói gì hết trơn đòi á. Nhưng mà vừa rồi chị Giang chỉ nhả ra được mấy chục chữ là hay. Cũng là nhiều rồi, cũng là nhiều đúng không chị Giang? Chị còn nhớ là chị đóng cô giáo đúng không? Dạ đúng. Tại vì cái phim này Lê Giang quay cũng gần 8 tháng rồi. Thì trôi qua nó cũng làm cho nhiều á, nhiều phim. Nhiều cái gì chị? Chị đóng nhiều phim cho nên là khi mà chị sực nhớ là chị nhớ đóng cô giáo trong cái phim Mến Gái Miền Tây nè. Là chị đóng cô giáo đó. Vậy thôi. Không, mà tức là bây giờ cái thông điệp chị muốn gửi đến là cái gì? Thông điệp là hôm nay chị tới đây và chị thấy một buổi họp báo rất là đông và rất là nhiều bạn trẻ và đến ủng hộ cho Khoa. Thì một lời nói chân tình đến với Khoa, chị xin chúc cho phim thành công. Đây là một phim đầu tay của Khoa, để mà phim có động lực, để mà Khoa có động lực để mà Khoa làm được nhiều phim nữa. Cái trong cái Khoa mời chị nữa. Vỗ tay mọi người. Dạ, Dương Nguyễn ứng xử xin phép được trao liền. Hôm nay dân em về rồi. Dân chưa quá nhiều luôn rồi đó. Đây là hoa hậu ứng xử thôi ạ. Còn hoa hậu hôm nay chắc là phải chuyển cho Susu. Susu ơi, định đăng ký thi hoa hậu các dân tộc đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi, mới đi Thái về luôn đó. Dạ, xong Monica thì em đóng phim này là em đóng vai người đẹp. Dạ đúng rồi, em chào tất cả mọi người. Thì trong bộ phim của anh Khoa đó, thì em rất là may mắn khi mà tất cả những sản phẩm của anh Khoa thì em trộm vía này đều được tham gia hết. Và cái nhân vật của em cũng không khác gì ở ngoài đời của em, đó là một người đi hát ô tô. Thì cho nên là em cũng cảm thấy là vai diễn này nó rất là tuyệt vời. Là cái vai đó là mình nhẹ nhàng, thanh thoát hay là hơi bông về chút không, xíu? Em rất là thanh thoát, em thích ôi về, nó rất là feel. Dạ, rất là ma mị vậy thôi. Ma mị, dạ. Dạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế còn Hiền đóng vai gì ạ? Thấy giống như cổ trang đây. Dạ, hôm nay em hóa trang hơi giống cô Long với chị. Nhưng mà thực ra trong phim này em với Khoa là đóng vai chị em gái nha chị. Dạ. Vậy là hai người cạnh tranh tình địch hả? Dạ không, có thể là mọi người xem phim mọi người sẽ biết, bây giờ em không bật mí được. Thôi bật mí luôn đi. Vậy là trong này nếu mà có trà xanh thì chắc là Khoa rồi. Tại Khoa mặc đồ thế này nè. Dạ, trong phim nếu mà muốn bật mí về vai của Hiền thì em nói nhẹ thôi mà mọi người đừng có đánh Hiền giùm em nha. Vai của Hiền là giật chồng của Mến à. Dạ, mọi người đừng có đánh Hiền. Vậy là em không phải là trà xanh. Em không phải là trà xanh. Dạ, phim này buồn phải không? Phim này cười khóc lẫn lộn với. Dạ. Vui hay buồn? Vui à. Cái phim em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian đến với tụi em đêm nay và thưởng thức bộ phim, và hy vọng là
Sau đêm nay anh chị sẽ lan tỏa bộ phim này đến quý khán giả nhiều hơn nữa để cho bộ phim của tụi em được tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn và yêu thích bộ phim hơn, và hy vọng là Khoa sau bộ phim này sẽ thành công hơn và làm bộ phim khác. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn đây là lời chúc của Nguyên và Ngọc Phước. Phước. Em hai bạn. Em ạ. Dạ. Dạ. Em chúc cho, đầu tiên là chúc toàn thể những ekip anh chị em trong phim lúc nào cũng khỏe mạnh, chúc cho quý vị khán giả nào cũng khỏe mạnh, và em hy vọng là mọi người sẽ đón nhận bộ phim này một cách rất là nhiệt tình, và phim sẽ còn ngày càng em rung quá em hỏi chị Lê Giang, chị Lê Giang nhắc cho em chị Giang cho em ngày càng gì chị, ngày càng có nhiều doanh thu á. Dạ em đó. Đó, là cái là em chúc cho doanh thu của phim mình là rất là nhiều. Dạ. Chốt đơn C. Rồi, bây giờ thì xin mời Võ Đăng Khoa sẽ gửi những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã cùng góp mặt trong phim Mến Gái Nghi Ngờ. Hay hẳn cả một thiết kế tự mình chọn vải, tự mình lên mẫu luôn. Em có tự may luôn không? Dạ. Alo, alo. Dạ, em chưa đủ khả năng đó chị ơi. Dạ, lời đầu tiên cho xin phép Võ Đăng Khoa xin chào tất cả mọi người, tất cả tình yêu của Võ Đăng Khoa ngày hôm nay xuất hiện ở đây ạ. Nãy giờ mà em có ôm thiếu ai, em có chào thiếu ai, mọi người bỏ lỗi cho em nha, tại vì thật sự bữa nay đông quá. Bữa nào mà ai mà nhắc em nha, em ôm thiếu người nào nhắc em bù nha. Em bù sao ạ? Dạ. Đây là một câu hỏi mở đầu rất chuyên môn về bộ phim. Không biết là số vàng trên tay bạn đủ mấy lượng ạ? Vàng của em sao tính mấy lượng được? Để tính camera chứ. Em nói chơi, mọi người đừng có để ý mấy cái này nha mọi người, đừng để ý. Phù du thôi, mình không có đem theo được đâu. Khoe thì được chứ không có đem theo được đâu vậy. Dạ, vậy là bộ phim này rất là giản dị, không hề lộng lẫy hào nhoáng. Dạ, bộ phim của em rất bình dân, giản dị. Em nói thật luôn, mọi người một tí nữa vào xem phim sẽ xem với một cái tâm thái là thư giãn nhất có thể. Và mong là bộ phim này sẽ đem một cái gì đó thú vị tới cho mọi người, một món ăn tinh thần mới ạ. Dạ. Chứ đừng đồn tôi giàu nữa, tôi không có giàu. Vừa có thông tin là Phương Hằng thì bạn cáo thì anh có cả người Phương Hằng là ai? Thôi anh không dám nói tới người ta đâu. Thôi anh đừng đụng tôi ơi. Xin
cho đón diễn viên Đoàn Huynh Hùng. Miền Tây và ca sĩ Tăng Phúc là những thiện đức thật vào khúc này. Xin được mời ạ. Quý vị đặt hoa cho bộ